Vấn đề định hướng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Những ngày này, ông Nguyễn Xuân Tươi thường xem các thông tin trên mạng xã hội về công tác chuẩn bị nhân sự, nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Dù có nhiều thông tin trái chiều, song ông vẫn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đưa đất nước phát triển trong những năm tới. Cá nhân tôi thường xuyên sinh hoạt ở chi bộ hoặc đi giao lưu nơi tổ hưu hoặc nơi khu cụm dân cư, luôn luôn tuyên truyền nhân dân không nên nghe những thông tin sai lệch. Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng được toàn xã hội quan tâm. Những nội dung này đã được các kỳ hội nghị trung ương bàn thảo kỹ lưỡng với nhiều ý kiến đóng góp xây dựng. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội có những thông tin sai lệch về các quan điểm chính thống của Đảng, trong khi nhận thức của các bộ phận người dân trong xã hội chưa đồng đều. Chính vì vậy mà trách nhiệm của các cơ quan chức năng là định hướng thông tin kịp thời và đầy đủ. Song cán bộ đảng viên và người dân khi tiếp nhận thông tin cũng cần biết chắt lọc. Từ đó sẽ có hướng xử lý thông tin một cách hợp lý nhất. Trước đại hội thì không thể tránh khỏi những cái luồng thông tin của những cá nhân hoặc thế lực thù địch nhằm vào để phá hoại cái sự đoàn kết của Đảng ta với nhân dân ta. Nhưng mà với người đảng viên, chúng tôi thấy là qua hệ thống thông tin báo chí cũng như là truyền hình, truyền thanh, quan điểm tư tưởng của Đảng và các cái cơ quan ngôn luận của chúng ta đã vạch rõ chỉ tên ra những cái tổ chức nào là tổ chức phản động, cá nhân nào là cá nhân tự ái bất mãn để phá hoại mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân ta. Những đối tượng có cái hành vi xuyên tạc nói xấu Đảng và nhà nước thì cũng đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Vấn đề định hướng thông tin trên các nền tảng và mạng xã hội có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Theo đó, thời gian này, các ngành chức năng tiếp tục coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động ngăn chặn đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.